Hello anh em nha. Đầu năm cho em gửi lời chào là chúc sức khỏe anh em. Bữa nay là mùng 6 Tết rồi nha. Sáng thì có nhân viên của em cúng khai trương bãi nha. Em đạo Công giáo cho nên em không có cúng kiến. Có nhân viên của em bàn giao cho nhân viên của em cúng. Thì có thời có kiên có cử thì nhân viên em nói vậy, em nghe vậy. Chứ em đạo Công giáo em cũng không có cúng kiến gì. Thì địa chỉ em ở là 756 quốc lộ 1A nha. Đây ngoài kia ngoài quốc lộ á. Mới nhìn thẳng vô đây là mình thấy cái bảng hiệu đây, thành ô tô cũ 756 quốc lộ 1A. Nhìn thẳng qua là thấy nha, cũng dễ tìm lắm. Thì đầu năm cho em gửi lời chào lời chúc sức khỏe anh em nha. Đặc biệt là những anh em năm vừa rồi á, có mua xe bên em mà chưa có hoàn tất những cái thủ tục sang tên thì liên hệ với bên em liền nha. Nhiều lắm, mười mấy người liên hệ cho em liền để mà em đưa đi hồ sơ đi rút để nhập. Thì nhiều lắm, em không nhớ hết tên. Hình như là chị Yến Hóc Môn rồi anh Linh nè, rồi anh Phúc tùm lum hết trơn à. Mấy anh chị cũng gần đây không à, cũng Long An rồi Bình Dương cũng có hai người, Long An nữa nè, vòng Tây Ninh. Nó những anh chị mua xe bên em thì được cái là cuối năm thì cũng em bán cũng nhanh. Những cái xe bên em nói chung là về được, hồi xưa thì em bán cũng chậm lắm, nhưng mà bắt đầu từ thời điểm nói chung là em ra bãi ngoài này á, thì ngoài này mặt bằng em thuê nó cũng rẻ, nó có 20 triệu một tháng à, thì em giảm được cái chi phí nhiều xuống thì em bán giá xe nó cũng tiếp cận được với khách hàng nhiều hơn, thì cái chất lượng xe vào nó cũng ok cho nên bán cũng được. Cảm ơn quý khách rất là nhiều nha. Anh em, những là anh em mà tin tưởng em theo em cũng rất là lâu nhưng mà chưa mua xe được bên em thì gán chờ đợi theo dõi em tiếp ha. Mấy cái xe này thì đúng ra là em cũng đã bán được hết rồi, nhưng mà bị vướng mắc mấy cái giấy tờ thôi. Đó, như là con này giấy tờ là do em làm không kịp, vì hồi lúc chiếc xe này là do cuối năm rồi, cận tết quá em làm không kịp giấy tờ con này cho nên em bán không được. Thì sẵn em quay lại em cập nhật đầu năm cho quý khách mình đang có theo dõi muốn tìm cái dòng xe nào khoảng trăm nhú xíu thì tham khảo thử chiếc này. Con này con cúp hạng C, con Ford Mondeo, nó chạy cực kỳ đầm chắc và sướng luôn. Đặc biệt là cái máy con này em đã có bảo dưỡng rồi, em cho gara bên em bảo dưỡng lại cái máy rồi, mà bên đây mấy anh em nói là cái máy cực kỳ ngon luôn, chạy rất là đầm. Con này em bán khoảng 101 mà 204 nha, 204 bán khoảng 101. Nó còn bớt xíu cho quý khách, cho anh em mình đầu năm vui vẻ tới coi thì em bớt. Con này cực kỳ đẹp luôn, nó cứng lắm nè, cửa nẻo mình đóng coi nè, đó ghế đồ dính hết trơn á nha. Để em chạy nhích ra ngoài xíu, không có cái chìa khóa ở đây, để đi vào lấy cái chìa khóa. Nói chung là đẹp lắm, ghế đó này nọ cũng dính hết trơn, chi tiết này nọ rồi dính còn đẹp lắm. Đó, cái này mà em dọn lại chi tiết nữa thì đẹp hơn nữa. Còn bên đây thì một chiếc là bạn em gửi đó, chiếc như là con Hyundai Creta này là bạn em gửi, còn con này là cho khách em mượn đi qua Tết xong rồi. Và bây giờ em quay lại em bán lại ha, con này bán 285 mà còn bớt nha, khách cứ thiện chí tới coi xe rồi em bớt đó. Con này cũng còn cứng đẹp lắm. Còn xe này thì khách đi xong lại quay lại bảo dưỡng nha. Con này bảo dưỡng con này con 27 bảo dưỡng. Để em lấy cái chìa khóa mình nổ máy. Qua năm sau thì em cũng có mấy cái kế hoạch. Nếu mà anh em nào có ý tưởng hay là có ý muốn hợp tác với em thì liên hệ với em nha. Đặc biệt là những anh em như là về Đồng Sơn với lại điện, máy móc, cái gì mà liên quan đến ô tô, chăm sóc này nọ đâu á, mấy anh em cứ liên hệ với em. Còn như những anh em mà muốn đầu tư trong cái mảng muốn buôn xe á, thì nếu mà có vốn liên hệ với em, để em thì có kinh nghiệm, có kiến thức. Còn anh em có vốn thì em để em thắng nhau này, em họ tác với nhau. Đó, giờ này nhìn thấy rõ hơn nha, xe.
rồi đẹp. Chi tiết này nọ còn rất là đẹp nha. À, ghế này là ghế điện, hai ghế điện. Nhớ ghế luôn nha. Ghế này là ghế da dinh của nó luôn. Số máy, số chạy rất là ngon. Cửa nẻo đóng rất là chắc nịch luôn nha. Con này em nghĩ dọn xong đó, thì khách tới coi là sẽ thích ngay. Nếu mà khách đang tìm dòng này, đi coi nhiều chỗ, tới coi xe em sẽ ưng thì chắc chắn luôn. Vì cơ bản em bên em cũng khó lắm, muốn tuyển chọn cái đầu mua vào em cũng kỹ lắm, chứ em không mua xe đại trà, mua những cái nào mà nó chuẩn chỉ thì bên em sẽ tập trung mua, cũng không có mua làm bậy làm bạ nhiều về gì. Nó nhiều mà nó không chất lượng thì cũng vậy à. Mình lựa cái đầu vào chất lượng thì bán nó dễ. Đẹp. 1.1 đăng kiểm tháng 5 2024, còn 5 tháng nữa. Con này giờ đang cái Orlando nè. Orlando này thì em cho khách mượn đi, cũng mới vừa xong khách trả lại. Ok, em dọn lại bán để nổ máy chạy ra ngoài cho quý khách mình coi. Con này còn cứng lắm. À, số tự động đời 23, số tự động nha. Chắc xe còn đẹp, đi 140 mấy ngàn cây luôn nha, em không có tua lại nha. Nè, được cái màn hình cam hành trình, áp suất lốp này chắc hết pin hay sao rồi. Chuyện quay chi tiết này còn rất là đẹp, 7 chỗ ha, mấy chi tiết còn rất là đẹp. Phơm con này rất là đẹp nha, phơm con này nó giống như Brio 3008 gì đẹp. Đầu năm cuối năm rồi em bán cũng được lắm, bán cũng chạy hàng nhanh, bán nhiều, bán cả ba, bán Fiesta, bán ru, bán lùm la chứ. Rồi, con này là bạn em gửi nha. Bạn con này đời 209, Hyundai Getz 209. Con này nói chung cũng được chứ không đẹp nha. Con này vì 209 mà con này phải dọn lại thêm thì nó mới cứng lên lại. Cũng được. Bán rẻ cho quý khách mình. Khoảng 101, 115 gì là em bán nha. Bán cái này thì thật sự là con này bán giùm thôi. Bán giùm bạn của em. Nói tình nghĩa anh em hồi xưa buôn xe chung với nhau, nhưng mà ảnh có công việc anh không có làm xe nữa, gửi em bán giùm thôi chứ không có lấy lời gì hết. Chủ yếu là anh em hồi xưa tình nghĩa mình hỗ trợ với nhau thôi. Bán đúng 101, 115 gì là em bán. Con này 209 mà nhập nha, nhập hàng nguyên chiếc. Những xe nhập lúc nào nó cũng cứng cáp hơn so với xe Việt Nam lắp ráp. Máy số rồi con này cũng ok lắm, đi cũng được. Đó vậy là bãi em chỉ còn có 3 chiếc thôi, có 3 chiếc này thôi. Với lại chiếc em đang đi chiếc Innova cho mượn luôn rồi. Em biết đi Tết xong, chơi Tết xong về có ông anh hỏi mượn đi gạch giá, cho mượn đi gạch giá luôn. Rồi để coi vài bao hôm nữa có xe gì á về quay cho khách mình coi nha. Rồi đầu năm nha, cho em gửi lời chào, là chúc sức khỏe anh em mà có xe cũ bán thì cứ alo gọi cho em qua số line để trên góc trái màn hình nha, 0766 9922. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại.